Chào các bạn, hôm nay mình sẽ xin đánh giá về cái bộ phim là Marrowbone. Bộ phim này là có tên tiếng Việt là Dinh Thự Quý Ám, được phim mới trong web phim mới ấy, nó dịch như thế. Cái tựa đề bộ phim ấy nghe rất là rùng rợn, nhưng mà nếu mà các bạn xem ấy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là hay. Nhưng mà bộ phim này là bộ phim tôi đánh giá là bộ phim hắc não nhất mà tôi từng được xem ấy. Tại vì tôi phải xem đi xem lại 3-4 lần thì tôi mới hiểu được. Đấy. Thì bộ phim này có những điểm rất là độc đáo. Bởi vì là đa số các bạn nữ là đều yếu đuối, nhưng ở trong bộ phim này nhân vật chính là cái nhân vật hết sức can đảm và mạnh mẽ. Thậm chí mạnh mẽ hơn cả nam chính nữa. Đấy. Và tại sao cô mạnh mẽ? Thì chốc nữa khi vào tình tiết cụ thể mình sẽ phân tích cho các bạn thấy. Và tôi cũng đánh giá rằng đây là một bộ phim rất ý nghĩa và rất đáng xem. Có rất nhiều chi tiết hắc não mà trong bộ phim được dàn dựng nên. Đấy, và nó phát triển theo một hướng, và nó, ở cuối phim thì nó sẽ gây sốc cho người xem. Đấy, cảm giác xuyên suốt cái bộ phim này là gì? Đó là cảm giác lo sợ, đó là cảm giác hồi hộp, đó là cảm giác thắc mắc. Đấy, thì tóm tắt câu chuyện như sau. Gồm có 4 nhân vật là người con, đó là Billy, Jane và Sam, Jack nữa. Đấy, và mẹ là Rose. Họ đã trốn khỏi nước Anh để thoát khỏi người cha là bạo lực. Và người cha này có một cái quá khứ tội phạm. Và họ đã tìm cách sống trong cái ngôi nhà hoang tại nước Mỹ. Đấy, họ hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ có một cái gì đó mới. Đấy, mà ở nơi đó đấy, không ai biết đến họ cả. Và họ nhanh chóng trở thành bạn của Ali. Ali là một người con gái xinh đẹp ở địa phương. Và người con gái này dường như đã mang đến ánh sáng cho cái cuộc đời u tối cho những người con hiện tại của họ. Và tuy nhiên cuộc sống nó không diễn biến tốt đẹp theo ý của những người con đó, mà biến cố là người mẹ vì kiệt sức cho nên là đã mất. Và khi mà người mẹ mất ấy thì người bố bắt đầu là tìm đến nhà. Đấy, và khi tìm đến nhà ấy thì Jack đã ra thương lượng với bố mình và đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Nói chung là người bố này mình cảm thấy rất là tàn nhẫn và rất là độc ác. Đấy, và sau khi mà đã xô được Jack xuống dưới vực rồi thì bắt đầu là quay trở lại để giết những đứa em của Jack. Và sau khi mà Jack về thì Jack cảm thấy rất là sốc và đã chứng kiến thấy cảnh mà cả ba người em mình đều bị mất. Mà trước đó Jack đã từng hứa là sẽ bảo vệ họ, sẽ cùng đi cùng sống chết có nhau. Thì chính vì buồn bã cho nên đã sinh ra cái tính cách gọi là đa nhân cách. Đấy. Và còn ông bố thì như thế nào? Ông bố thì lúc mà giết ba người con ấy thì bị Jack nhốt ở trên cái gác xếp ấy, nhưng mà vẫn sống được bằng cách là như thế nào? Bằng cách là ăn thịt chuột, bằng cách là uống nước mưa. Đấy, và đêm đêm thì ông đập cửa. Đấy, và Jack tưởng như là hồn ma hiện về, nhưng mà thực sự là không phải như thế. Ở cuối phim chúng ta sẽ bắt gặp được hình ảnh một cô gái rất mạnh mẽ và thông minh. Đấy, nếu như mà cô gái Ali đấy mà không thông minh bằng cách gọi tên ba người em đã mất, đấy, gọi Jane, Sam, Billy đấy đến cứu chị, đến cứu Ali, cứu người con gái này, thì có lẽ là người con gái đó đã chết rồi, hoặc là người con gái này không chủ động khiến cho người đàn ông lố mặt ra, thì có lẽ là diễn biến câu chuyện nó sẽ khác. Nói chung đây là một người con gái rất là can đảm và
Và xuyên suốt bộ phim ấy thì chúng ta cảm thấy nó là phản ánh sự hoàn hảo giữa vũ trụ và cá nhân. Đấy. Và chúng ta như bắt gặp được một cái con quái vật. Con quái vật đó chính là bố của Jack. Và nó hiện diện suốt trong cái bộ phim, trong cái ngôi nhà bỏ hoang đó. Chúng ta có cảm giác cái ngôi nhà đó nó đổ nát và nó gần như là một cái lăng mộ của một cái gia đình. Đấy. Dưới sự đạo diễn rất là giỏi của Sergio và cùng với các diễn viên Gaelle McKay trong vai Jack, anh Taylor Joy trong vai của Ali và Kyler Soller thì trong vai của Tom, thì đạo diễn tức là cũng là cái người viết nên cái kịch bản này đã biết cách xử lý cuộc giao thoa giữa hiện thực và tưởng tượng, nhưng nó làm cho người xem như rơi một cái bẫy, như rơi vào một cái bẫy nhá. Người xem như cảm giác như là rơi một cái bẫy giật gân vậy. Đấy. Đây là một bộ phim được xây dựng hoàn toàn trên trực giác và trên diễn biến tâm lý, và nó như là một sự rung động. Đấy, sự rung động như là âm thanh của một tiếng đàn, lúc thì ma quái, lúc thì ma mị, lúc thì tràn ngập sắc màu. Đấy. Và đây là một bộ phim hấp dẫn. Nó mang một chút gì đó màu sắc cổ tích và nó kèm theo sự phức tạp nữa. Nó thật là bộ phim này phải coi 2 3 lần thì mới hiểu, phải mang não vào coi thì mới hiểu. Đấy. Người xem như chứng kiến sự băng hoại đạo đức của người cha. Đấy. Và bắt gặp vô số những cái giây phút mà hạnh phúc ấm áp của Jack với những đứa em của anh với lại người yêu Ali của mình. Và người đọc người 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 xem ấy như nghẹt thở ở cái giây phút cuối cùng. Cái giây phút mà phát hiện ra rằng là cái nhân vật Jack đấy, nhân vật anh trai đấy đa nhân cách, và cũng thấy và người đọc cũng cảm nhận được Jack là một nhân vật như thế nào. Đó là nhân vật vật là tràn đầy sinh lực và có khả năng tính toán tâm lý kỹ thuật một cách độc đáo, một cách rất là hoàn hảo. Đấy. Đó là toàn bộ những cái cảm nhận của mình về cái bộ phim mà mình đánh giá đó là bộ phim hack não, bộ phim mà khó hiểu nhất mà mình từng được xem. Hẹn gặp lại ở các bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo nhé.